Đây cháu xin giới thiệu sơ qua về cái vấn đề trà xanh đặc sản của Thái Nguyên ở quê hương nhà cháu đây nhé mọi người nhé. Đấy, trà xanh đặc sản Thái Nguyên nhá, xanh sạch an toàn đảm bảo uy tín nhá. Thì có cô chú anh chị và khán giả mọi người, nếu như mà ai mà muốn thưởng thức cái trà xanh đặc biệt Thái Nguyên này thì nhà Nhi sẽ có rất chi là nhiều các mặt hàng, giá cả giá thì của nhà Nhi là từ 250.000 này cho đến 3 triệu một cân nhá mọi người nhá. Thì chè 250.000 là chè móc câu hay còn gọi là chè búp đấy, còn chè từ 550.000 đổ lên đó là chè tôm lọn nhá mọi người nhá. Còn ngoài ra là còn có trà đinh đấy, thì nó từ 1.2 triệu đến 1.8 triệu cho đến 3 triệu một cân. Thì đây là những cái mẫu mã túi nhá, nhà Nhi đã để cho cô chú anh chị và khán giả mọi người sách có thể là đi biếu nên là rất chi là đẹp, có thể làm quà cho mọi người đấy. Thì ngoài ra nhà Nhi này còn có là đây mọi người nhá, đây cái này là cái kẹo lạc này đây. Đấy, cái này là kẹo lạc nhá, làm từ nguyên liệu là từ trà matcha nhé mọi người nhá. Nên là cô chú anh chị và khán giả mọi người ai mà muốn thưởng thức thì có thể inbox cho Nhi nhá. Cái kẹo này nhà Nhi đang bán với giá là 200.000 một cân mọi người nhá. Đấy, đặc biệt là làm cái này là từ hương vị trà nhé mọi người nhá. Đấy, trà xanh matcha đấy. Thì ngoài ra nhà Nhi này còn có những cái mặt hàng, đó là cái trà sơn mật hồng sâm. Đây là cái gói trà sơn mật hồng sâm này. Đấy, cái trà sơn mật hồng sâm này thì nó rất tốt cho, nó là công dụng này bổ mật này, mát gan lợi gan này, điều trị viêm gan này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt này, chữa mất ngủ nội tiết kém này, đào thải các chất độc trong cơ thể này. Thì cái cách dùng này là hãm nước uống thay trà hàng ngày. Đây là sao phơi khô 100% không chất bảo quản nha mọi người nhá. Cái này thì rất chi là tốt, uống cho cả trẻ em và người lớn nha mọi người nhá. Đấy, nhà Nhi đang bán là 50.000 một gói như này. Đấy. Thì ngoài ra nhà Nhi cũng sẽ vẫn bán tiếp tục những cái mặt hàng, đó là trâu gác bếp này, lợn gác bếp và bò khô nhá. Thì ngoài ra nhà Nhi cũng có những cái mặt hàng, đó là mật ong rừng nguyên chất mọi người nhá. Mọi người có thể mua cả tổ này, hoặc là mọi người có thể là mua vắt mật sẵn ấy, thì mọi người cứ inbox cho Nhi. Đấy, thì Nhi cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị mọi người các mặt hàng như sau. Thì cái số điện thoại thì Nhi để ở góc màn hình nhé. Cô chú anh chị mọi người có thể là đặt hàng thì có thể là inbox số Zalo đấy cho Nhi. Thì Nhi sẽ gửi ship code cho cô chú anh chị mọi người toàn quốc nhé. Thì Nhi cũng xin chào mọi người.